Lào Đế Tòa Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 14 giờ 40 đã diễn ra nghi thức chào đón chính thức Đức Thánh Cha tại quảng trường trước đền thờ hồi giáo Hà Hassan. Cũng tại quảng trường này vào lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau cuộc gặp gỡ này, lúc 16 giờ Đức Thánh Cha đã viếng thăm lăng tẩm của vua Mohammed Đệ Ngũ trước khi hội kiến riêng với vua Mohammed Đệ Lục tại Hoàng Cung vào lúc 16 giờ 25 Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra lời kêu gọi chung sau cuộc hội kiến trên. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco và Quốc vương Maroc Mohammed Đệ Lục đã đưa ra lời kêu gọi bảo tồn thành thánh Jerusalem như một biểu tượng của sự chung sống hòa bình sao cho người hồi giáo, người Do Thái và các Kitô hữu được phép tự do thờ phượng ở đó. Trong lời kêu gọi, hai vị cho biết điều quan trọng là phải bảo tồn thành thánh như một di sản chung của nhân loại và đặc biệt là của tín đồ của ba tôn giáo độc thần như một nơi gặp gỡ và như biểu tượng của sự chung sống hòa bình, nơi các nền văn hóa, các tôn giáo và các dân tộc có thể đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Căng thẳng đã nổ ra vào cuối tháng 2 vừa qua khi Israel đóng cửa một tòa nhà tại thánh địa Jerusalem, nơi người Do Thái gọi là núi đền và người Hồi giáo là thánh địa linh thánh. Khu phức hợp bị đóng cửa có tường bao quanh là nơi có đền thờ Hồi giáo al Assa và đền mái vòm vàng là địa điểm linh thiêng thứ ba trong Hồi giáo và là nơi linh thiêng nhất của Do Thái giáo. Lời kêu gọi chung của hai vị đã được ông Ahmed Tofik là Bộ trưởng Nội vụ và Hồi giáo sự vụ tuyên đọc bằng tiếng Ả Rập và Đức Tổng giám mục Vito Rallo là Sứ thần Tòa Thánh tại Maroc đọc bằng tiếng Ý trước khi Đức Thánh Cha và Quốc vương Mohammed Đệ Lục ký tên. Dưới đây là toàn văn bản tuyên bố chung của hai vị. Nhân dịp Đức Giáo Hoàng Francisco đến vương quốc Maroc, Ngài và Đức Vua Mohammed Đệ Lục đã lên tiếng công nhận tính cách độc đáo và thiêng liêng của Jerusalem, hay còn gọi là al Sharif, và bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến ý nghĩa tâm linh và ơn gọi đặc biệt của thành này như một thành phố của hòa bình, và đã cùng ký tên vào lời kêu gọi sau đây. Chúng tôi coi điều quan trọng là phải bảo tồn thành phố Jerusalem, Al-Quds Al-Sharif, như là một di sản chung của nhân loại và đặc biệt là của tín đồ ba tôn giáo độc thần, như một nơi gặp gỡ và là biểu tượng của sự chung sống hòa bình, nơi sự tôn trọng lẫn nhau và đối thoại có thể được bồi đắp. Hướng đến mục tiêu này, đặc tính đa tôn giáo đặc thù, chiều kích tâm linh và bản sắc văn hóa đặc biệt của Jerusalem al quds phải được bảo vệ và phát huy. Do đó, hy vọng của chúng tôi là ở thành thánh, các tín hữu của ba tôn giáo độc thần phải được toàn quyền tự do viếng thăm và quyền tự do thờ phượng của họ phải được bảo đảm. Để tại Jerusalem, al quds họ có thể dâng lời cầu nguyện lên cùng Chúa, đấng tạo tác môn loài cho một tương lai hòa bình và huynh đệ trên trái đất này. Rabat ngày 30 tháng 3 năm 2019, Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Vua Mohammed Đệ Lục. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv.athvcatolic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lào để tu Giêsu Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.